Có hai cái cây trồng hai bên đẹp nhỉ. Đây, trước mặt ông này. Hai cây đây. Cho lên chậu kia, cái cây nó xịt sơn kìa. Hai cây đôi ấy. Nghề đấy, nghề. Mà giữa cái thủ đô nhưng mà sóng siếc kém lắm không ạ, đi một phát là mất sóng. Ngồi im là còn sóng mà đi là mất sóng. Mà thủ đô. Mấy ông Viettel nhà nước này kém lắm, quân đội. Con kia thì đẹp hơn, con kia thoát thân cao hơn kìa. Gốc này thì to hơn. Ba cây ông chọn xem cây nào đẹp. Cái chọn gốc to mà chọn đi. Tay cành nữa. Không có ông đi ông nghiêng ngó đấy. Mỗi tội là nó mất mạng. Làm gì? Ông ngồi một chỗ để cho tí nha, ông ấy chọn xong gì thì đánh nhá, để cho các ông xem cái nghề chưa giữa trưa đi đánh cây thế này mệt hết người. Cái con kia cháu thấy thoát thân cao hơn. Về về khéo chậu chậu mét mấy nhỉ? Mét tư. Mét mấy? Cây to như thế người ta đánh vào cái bầu không còn được. Bình thường. Đánh kinh nghiệm rồi. Cây này nó sợ nó khó hơn bưởi này, mình cứ cẩn thận. Khó gì? Dễ hơn bưởi à? Dễ hơn bưởi luôn. Lấy quả được không? Ở đây cái tầm cái cuối năm như này thì anh là bán bao tiền cân cân quả này? Sấy á? Mình phải về sấy cho người ta à? Hai mấy nghìn cân à? Chục nghìn đến hai mấy nghìn. Tính ra một quả này nó cũng phải gần năm nạng rồi, gì năm nạng rồi nhỉ? Hai mươi mấy nghìn là ấy đấy nhá. Tức là cứ để như này ở trên bàn thờ là sau đấy nó mới có mùi à? Nó chín rồi nó mới có mùi chứ. Như là Tết nhở?
Tết em nhập một ít quả Phật thủ bên Trung Quốc về anh. Một cây cây Phật thủ. Mà quả nó bé tí ấy nhá. Quả nó chỉ như kia này. Quả chỉ bằng nắm tay thôi nhưng mà nó thơm dã man luôn, không biết là nó có thịt nước hoa mà không mà nó thơm thế không biết. Nó chín rồi. Hôm nay chín rồi thơm. Hai mấy nghìn một cân đấy. Hiện tại bây giờ vừa rồi anh không bán à? Bán hiện tại bây giờ bao tiền cân? 10.500 à? Nhưng mà như cái loại Phật thủ này hình như là quả quanh năm đúng không? Gần như quanh năm đúng không? Đấy, chủ yếu là nếu mà ép cho nó quanh năm thì cây nó yếu ấy. Nó rồi sản lượng mấy các thứ. À, thế là đấy là anh phun viết các thứ à? Phun thuốc à? Thế là nó không ăn à hay là nó chỉ ấy thôi? Nhưng mà cây bưởi nó không nuôi quả Phật thủ nè. Tưởng là nhưng mà cái cây Phật thủ này nó cũng ghép từ cái gốc bưởi gieo hạt đấy chứ nhỉ, đúng không anh? Thế thì chắc chắn cây bưởi là nó cũng ăn và nó nuôi quả, nhưng có thể nó chậm hơn hay nó ấy. Vẫn nuôi bình thường, chả biết. Nhưng mà tầm này mà ghép cái loại này thì đến Tết thì nó rụng mẹ mất, nó chín rồi. Rốt lại còn. Bây giờ mà ghép như này cùng với bưởi là đến cuối năm là nó rụng. Thế. Chứ còn nếu mà bây giờ mà ghép cái quả Phật thủ con thì biển mai sau cái tay làm gì nó có tay. Nó bây giờ mà muốn ghép quả Phật thủ ấy là phải chắc là những cái quả như này. Còn gốc Phật thủ thì nó vẫn nuôi từ trên ấy mà. Mít mà chạm dễ thì sau dày thối hoặc sâu quả đấy. Đấy các, đây có phải mít đâu. Tối qua không đánh cờ làm em đéo ngủ được. Nó nói chung là đánh cờ hôm qua không hợp phong thủy. Tối nay rồi đánh cờ. Hôm nay xong thì là tôi hết việc hôm nay. Hôm qua mà đánh cờ thì giờ này làm sao mà tôi đi làm như thế này được. Nó phải xem là lịch của tôi thế nào. Mà đánh cờ như này thì tôi nói thật ra đánh cờ tướng chỉ cái thời điểm hè này thôi. Xong rồi sau cái tháng này bận phọt cất ra thì làm sao mà ấy được. Phật thủ này có quả lại Phật thủ hoa xanh à? Hoa đâu, chả nhìn thấy hoa đâu. Đây nhiều gai, nhiều gai. Đây đang ghép quả. Gai bọn này so với cái bưởi diễn thì bọn này nó có gai. Ồ không phải Phật thủ. Đây này, ổi gì Phật thủ. Nhưng mà đi là nó mất mạng. Hiện tại bây giờ đang mất mạng này này. Giữa thủ đô mà kém thật. Ở giữa thủ đô mà kém thật. Mẹ đánh hết ba ngày này đến tối. Bảo sớm thì không ấy cơ. Sớm. Bên đâu nữa? Hôm qua chúng bọn bảo là bảo